thực hiện tuyên bố chung giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Campuchia. Được sự ủy quyền của chính phủ hai nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã cùng với Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Ban Sorasak đã ký bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023-2024. Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia đã được hai nước ký kết thực hiện từ năm 2006 và sửa đổi bổ sung 2 năm một lần. Đây là văn kiện pháp lý quan trọng có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp hai nước khi đưa ra mức ưu đãi thuế quan cho nhiều hàng hóa có thế mạnh của mỗi bên, ưu đãi hơn cả Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, ATIGA, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước. Trải qua 8 lần ký và gia hạn, bản thỏa thuận đã góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia. Đặc biệt giai đoạn 2010-2015, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt mức tăng trưởng khá cao, bình quân khoảng 18,5% một năm. Giai đoạn 2015-2020 tiếp tục tăng trưởng bình quân trên 21% một năm. Riêng năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam vươn lên là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ ba trên thế giới của Campuchia sau Trung Quốc và Mỹ.